Xin được chào các bạn. Việc lựa chọn một chiếc xe nó phù hợp với tuổi, với mệnh, với phong thủy được rất là nhiều người quan tâm. Vì vậy, việc lựa chọn một chiếc xe có màu sắc phù hợp để mang lại cái sự may mắn, cái sự vững tin là một trong những cái điều rất là cần thiết. Như các bạn cũng biết, vạn vật trên trái đất này đều được hình thành dựa trên 5 yếu tố khác nhau trong ngũ hành tương sinh, tương khắc, đó là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Và những yếu tố trong ngũ hành ứng với 5 màu sắc đại diện: kim là kim loại có màu trắng, xám trắng; thủy là nước có màu đen hoặc là màu xanh dương; mộc là cây có màu xanh lá, xanh lục hay xanh ngọc; hỏa là lửa có màu đỏ, hồng hoặc màu tím; thổ là đất có màu nâu, vàng hay vàng cam. Như vậy, màu xe nào sẽ là tương sinh với cái mệnh và phù hợp nhất với cái tuổi của bạn, và màu xe nào sẽ là tương khắc và không phù hợp với cái tuổi của bạn? Theo ngũ hành, vòng tròn ngoài theo chiều kim đồng hồ là tương sinh, tức kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Còn mệnh tương khắc với nhau đó là thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy. Bạn phải hiểu rõ tuổi và mệnh của mình, từ đó chọn được màu sắc xe phù hợp. Sau đây là màu sắc xe theo mệnh hợp với tuổi và phong thủy mà các bạn có thể tham khảo và lựa chọn. Màu xe hợp với người mệnh kim. Những người mệnh kim sinh các năm 1954, 1955, 1962, 1963, 1970, 1971, 1984, 1985, 1992, 1993, 2000, 2001, 2014, 2015. Theo ngũ hành, thổ sinh kim, kim sinh thủy, vì vậy chắc chắn màu sắc mệnh thổ, mệnh thủy sẽ hợp với người mệnh kim. Vì vậy, những người mệnh kim nên chọn xe màu vàng, nâu, vàng cam là tối ưu nhất. Bởi thổ sinh kim, đây là quan hệ tương sinh. Bạn có thể chọn những màu sắc cùng mệnh kim như màu trắng hoặc là trắng xám. Hoặc cũng có thể chọn màu mệnh thủy như xanh dương hoặc là màu đen. Người mệnh kim nên tránh chọn xe màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu xanh lá cây, xanh lục, xanh ngọc. Bởi đây là những màu tương khắc, không mang lại may mắn cho người mệnh kim. Màu xe hợp với người mệnh thủy. Những người mệnh thủy sinh các năm 1966, 1967, 1974, 1975, 1982, 1983, 1996, 1997, 2004, 2005, 2012, 2013. Theo ngũ hành, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Vì vậy chắc chắn màu sắc mệnh kim, mệnh mộc sẽ hợp với người mệnh thủy. Vì vậy những người mệnh thủy nên chọn xe màu trắng, trắng xám là tối ưu nhất. Bởi kim sinh thủy, quan hệ tương sinh. Bạn có thể chọn những màu sắc cùng mệnh thủy như màu xanh dương, màu đen. Hoặc cũng có thể chọn màu mệnh mộc như xanh lá, xanh lục hay xanh ngọc. Người mệnh thủy nên tránh chọn xe màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu vàng, màu nâu, màu vàng cam. Bởi đây là những màu tương khắc, không mang lại may mắn cho người mệnh thủy. Màu xe hợp với người mệnh mộc. Những người mệnh mộc sinh các năm 1958, 1959, 1972, 1973, 1980, 1981, 1988, 1989, 2002, 2003, 2010, 2011, 2018, 2019. Theo ngũ hành, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Vì vậy chắc chắn màu sắc mệnh thủy, mệnh hỏa sẽ hợp với người mệnh mộc. Vì vậy những người mệnh mộc nên chọn xe màu xanh dương, màu đen là tối ưu nhất. Bởi thủy sinh mộc, quan hệ tương sinh. Bạn có thể chọn màu sắc cùng mệnh mộc như màu xanh lá, xanh lục hoặc là xanh ngọc. Hoặc cũng có thể chọn màu mệnh hỏa như đỏ, hồng hay màu tím. Người mệnh mộc nên tránh chọn xe màu vàng, màu nâu, màu cam hay màu trắng, trắng xám. Bởi đây là những màu tương khắc, không mang lại may mắn cho người mệnh mộc. Màu xe hợp với người mệnh hỏa. Những người mệnh hỏa sinh các năm 1956, 1957, 1964, 1965, 1978, 1979, 1986, 1987, 1994, 1995, 2008, 2009, 2016, 2017. Theo ngũ hành, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Vì vậy chắc chắn màu sắc mệnh mộc và mệnh thổ sẽ hợp với người mệnh hỏa. Vì vậy những người mệnh hỏa nên chọn xe màu xanh lá cây, xanh lục, xanh ngọc là tối ưu nhất.
bởi mộc sinh hỏa, quan hệ tương sinh. Bạn có thể chọn những màu sắc cùng mệnh hỏa như màu đỏ, màu hồng, màu tím, hoặc cũng có thể chọn màu mệnh thổ như vàng, nâu, vàng cam. Người mệnh hỏa nên tránh chọn xe màu xanh dương, màu đen, màu trắng, màu xám, bởi đây là những màu tương khắc, không mang lại may mắn cho người mệnh hỏa. Màu xe hợp với người mệnh thổ. Những người mệnh thổ sinh các năm 1960, 1961, 1968, 1969, 1976, 1977, 1990, 1991, 1998, 1999, 2006, 2007, 2020, 2021. Theo ngũ hành, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Vì vậy chắc chắn màu sắc mệnh hỏa, mệnh kim sẽ hợp với người mệnh thổ. Vì vậy những người mệnh thổ nên chọn xe màu đỏ, màu tím, màu hồng là tối ưu nhất. Bởi hỏa sinh thổ, quan hệ tương sinh, bạn có thể chọn những màu sắc cùng mệnh thổ như màu vàng, màu nâu và vàng cam. Hoặc cũng có thể chọn màu mệnh kim như màu trắng xám. Người mệnh thổ nên tránh chọn xe màu xanh dương, màu đen, màu xanh lá cây, xanh lục, xanh ngọc. Bởi đây là những màu tương khắc, không mang lại may mắn cho người mệnh thổ. Như vậy là tôi vừa mới chia sẻ các bạn cái cách để chúng ta có thể lựa chọn được một chiếc xe có màu sắc nó hợp với tuổi, với mệnh và đúng với phong thủy. Chọn được chiếc xe có màu sắc đúng với quan hệ tương sinh sẽ giúp người chủ phương tiện cảm thấy thoải mái, yên tâm và tự tin hơn trên mọi hành trình. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và thú vị, các bạn đừng quên bấm đăng ký và hãy bình luận ý kiến của mình phía dưới video này. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.